Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, hiện tại là 9 giờ 30 phút buổi sáng hôm nay, ngày 13 tháng 1 năm 2021. Và hiện giá vàng thế giới đang ở ngưỡng 1860 USD. Trong phiên buổi sáng hôm nay, giá vàng đã tăng khoảng 60 USD một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ đã giảm khoảng 0,16% trong phiên và hiện đã mất mốc 90 điểm và đang đứng ở ngưỡng là 89,949 điểm. Giá dầu thô thế giới vẫn đang tăng trưởng cực tốt, ở chiều mua hiện đang có mức giá là 53,53 đô la Mỹ một thùng, còn ở chiều bán là 53,41 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, thị trường tài chính thế giới hiện nay đang lo ngại bong bóng đồng tiền Bitcoin sẽ vỡ. Các nhà đầu tư dịch chuyển một phần vốn vào trái phiếu và kim loại quý, tạo đà cho giá vàng tăng trở lại. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi vấn đề chính quyền ông Joe Biden có thông qua gói kích thích kinh tế mới hay không. Sáng nay, thị trường vàng trong nước đã điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng. Và hiện giá trần mua vào của vàng miếng SJC là 56.100.000 đồng một lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC là 56.700.000 đồng một lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng tăng giảm thất thường trong những ngày vừa qua. Có những thời điểm giảm đến 20 USD chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ là do sự bán tháo ồ ạt của một số nhà đầu tư. Song song đó, lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tiếp tục tăng và Bộ trưởng Tài chính của Anh đã thông báo nền kinh tế nước này vẫn còn u ám nhiều nên các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu đẩy thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu chìm trong sắc đỏ. Ngoài ra, giới đầu tư tài chính cũng đang bán tháo đồng Bitcoin. Giá trị đồng tiền ảo này từ 42.000 đô la Mỹ đã giảm nhanh xuống còn vùng 30.000 đô la Mỹ. Theo một số nhà đầu tư, vì lo ngại bong bóng Bitcoin sẽ vỡ bất cứ lúc nào, họ dịch chuyển một phần vốn vào trái phiếu và kim loại quý, tạo đà cho giá vàng tăng trở lại dù mức tăng còn khá khiêm tốn. Ngân hàng đầu tư của Canada Security đã đổ lỗi cho lợi tức trái phiếu kho bạc tăng cao, kỳ vọng nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ phục hồi nhanh chóng hậu Covid-19. Và các chiến thắng gần đây của Đảng Dân Chủ đã khiến cho giá vàng quay đầu giảm sốc trong tuần trước. Các chuyên gia tại ngân hàng Security nói lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng đáng kể và kỳ vọng ngày càng tăng về đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ dưới thời ông Joe Biden sau chiến thắng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại bang Georgia là những động lực chính dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng của kim loại quý. Và sau đây, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, phiên 9 giờ 30 phút. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.720.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng lượng chiều mua và 50.000 đồng lượng chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.050.000 đồng lượng, bán ra 56.600.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 100.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 550.000 đồng lượng cho đến 700.000 đồng lượng. Vàng Pinji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.100.000 đồng lượng, bán ra 56.700.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch cho chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.600.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.550.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.000 đồng một lượng, bán ra 56.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng một lượng, bán ra 54.580.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng Madrid Bank mua vào 55.600.000 đồng một lượng, bán ra 56.850.000 đồng một lượng,
tăng 250.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng TP Bank Gold, mua vào 56.050.000 đồng lượng, bán ra 56.600.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng chiều mua và giảm 50.000 đồng lượng chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang có mức giá niêm yết từ 56.070.000 đồng lượng cho đến 56.120.000 đồng lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 56.700.000 đồng lượng cho đến 56.750.000 đồng lượng. Giá vàng mẫu số 9 vàng nữ trang SJC nhận mẫu số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.850.000 đồng một lượng, bán ra 55.450.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 54.550.000 đồng một lượng, bán ra 55.250.000 đồng một lượng, cũng tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 53.703.000 đồng một lượng, bán ra 54.703.000 đồng một lượng, tăng 99.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 39.592.000 đồng một lượng, bán ra 41.592.000 đồng một lượng, tăng 75.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 30.364.000 đồng một lượng, bán ra 32.364.000 đồng một lượng, tăng 58.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 21.192.000 đồng một lượng, bán ra 23.192.000 đồng một lượng, tăng 42.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, như vậy là trong phiên buổi sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021, cả giá vàng trong nước và thế giới đều có sự điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán. Theo mình phát nghĩ, đà tăng mặc dù không mạnh, thế nhưng vẫn còn duy trì ở các phiên trong ngày hôm nay. Các bạn nhớ hãy luôn cập nhật bản tin trên kênh của Minh Phát nhé. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng phiên 9 giờ 30 phút buổi sáng ngày hôm nay trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và chúc các bạn luôn luôn gặp may mắn. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn nhớ hãy nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.